Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi những tin tức thời sự nóng nhất và chính xác nhất, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết ngày hôm nay. Vụ lật cano ở biển Cửa Đại, bài học đau xót. Vụ chìm cano du lịch ở Cửa Đại, loạt tàu đóng kín, gặp nạn khó thoát. Khi F0 tăng quá nhanh, cần những giải pháp mới. F0 liên tục lập đỉnh, Cao Bằng nâng cao cấp độ dịch. Vụ công ty Tân Thuận xem xét xử lý trách nhiệm của mẹ Cường đô la. Vừa rồi là phần điểm tin chính, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bài học đau xót. Thưa quý vị, ngày hôm qua, rất nhiều người đã đến thắp nén nhang cho những nạn nhân xấu số của vụ lật cano trên vùng biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam, khiến 15 người chết, còn 2 người mất tích. Các nạn nhân may mắn thoát chết đau đớn nói rằng họ không ngờ chuyến đi du lịch đầu tiên sau 2 năm dịch giã lại rơi vào cảnh bi thảm như thế. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Tất nhiên, vụ việc rồi sẽ được điều tra sáng tỏ, nhưng theo thông tin ban đầu, có thể thấy đã xuất hiện nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát, dự báo và kết cục cái giá phải trả là quá đắt, tính mạng của người dân. Vì sao khi cano chìm, du khách khó thoát ra được? Một lái tàu du lịch có hơn 10 năm kinh nghiệm tại Hội An cho biết, đó là một bất cập lớn hiện nay với đội tàu du lịch khai thác tuyến Hội An, đảo Cù Lao Chàm. Bởi theo lái tàu này, từ năm 2018 tới nay, cơ quan chức năng yêu cầu tàu du lịch khai thác khách ra vào Cù Lao Chàm phải là tàu có thể khai thác khoảng 40 khách. Đặc điểm của loại tàu này là được đóng kín bằng mái kiên cố và kính tre xung quanh, chỉ có một lối ra vào phía trước. Chính ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cũng thừa nhận, trước đây Hội An cũng xảy ra nhiều vụ lật cano nhưng đều cứu nạn thành công, không có ai chết bởi loại cano lúc đó không đóng kín, khi bị lật thì hành khách đều thoát ra ngoài được. Vụ tai nạn này, việc cứu hộ rất khó khăn khi cano bị lật úp, bít bùng bên trong, hành khách không thoát ra được. Thực tế là số người kịp nhảy ra khỏi con tàu này đều được cứu hết, kể cả trẻ em. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, theo chính quyền Hội An, là khả năng cano đã đâm phải cồn cát trước khi bị lật. Vậy thuyền trưởng lái cano có nhận biết ở khu vực luồng tuyến di chuyển có cồn cát hay không? Và trước khi gặp nạn, cơ quan chức năng biết có chướng ngại vật như vậy để định vị luồng lạch và thả phao cảnh báo, bảo đảm an toàn cho tàu bè ra vào. Vì sao trong những ngày qua, biển có sóng gió mạnh mà cơ quan chức năng vẫn cho phép cano xuất bến chở người ra đảo du lịch? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau vụ tai nạn, và bao giờ cũng vậy, mất bò mới lo làm chuồng. Hiện chính quyền Quảng Nam đang yêu cầu Sở Giao thông Vận tải kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm. Để tránh các vụ việc đau lòng tương tự, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực phải xem việc kiểm tra, rà soát ở ngành, lĩnh vực mình là công việc thường xuyên, liên tục. Từ đó phải chỉ ra được ai là người chịu trách nhiệm, cụ thể, đâu là lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát, cần phải thay đổi và khắc phục. Có mặt tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, đây là một bài học đau xót bởi số người chết và mất tích quá nhiều. Vụ việc buộc các bên phải sớm ngồi lại để đánh giá toàn bộ khả năng an toàn hàng hải trên phạm vi cả nước, bởi nước ta còn rất nhiều tuyến khai thác du lịch từ bờ ra đảo. Vụ lật cano ở biển Cửa Đại, vì sao cứu hộ khó khăn? Thưa quý vị, tính đến chiều ngày hôm qua, vụ tai nạn lật cano trên biển Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam đã khiến 15 người tử vong. Tại nhà tang lễ ở Hội An vào sáng ngày hôm qua, 13 chiếc quan tài đã được lực lượng chức năng quàng ở đây. Bên cạnh đó là hai thi thể nạn nhân vừa được tìm thấy vào sáng cùng ngày được khâm liệm. Sẽ kiến nghị thay đổi thiết kế cano. Đến bây giờ, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là vì sao việc cứu hộ khó khăn. Một lái tàu du lịch tại Hội An cho biết, trước năm 2018, Hội An khai thác khách ra vào đảo Cù Lao Chàm bằng cano loại nhỏ khoảng 15 chỗ ngồi. Đặc điểm của loại cano nhỏ này là mui trần, không đóng kín, chỉ có mái tre. Do đó, mặc dù khách ngồi trên cano loại này có thể bị nước biển tạt, hứng gió mưa, nhưng khi xảy ra tai nạn đắm, lật, thiêu hết hành khách đều thoát được ra ngoài và nổi lên bằng áo phao, dễ tiếp cận cấp cứu. Nhưng từ năm 2018 tới nay, cơ quan chức năng yêu cầu tàu du lịch khai thác khách ra vào Cù Lao Chàm phải là cấp tàu ST lớn hơn, có thể khai thác đến 40 khách. Đặc điểm của loại tàu này là được đóng kín bằng mái kiên cố và kính tre xung quanh, chỉ có một lối ra vào phía trước. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết,
Hiện Hội An có khoảng 40 doanh nghiệp vận tải đang khai thác 120 cano du lịch loại mới này, theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải. Ông Sơn nhìn nhận, thiết kế tàu đóng kín có thể chống được tạt nước, nhưng khi gặp sự cố thì việc cứu hộ rất khó khăn. Như vụ tai nạn hôm 26 tháng 2, việc cứu hộ rất khó khăn khi cano bị lật úp do bít bùng bên trong nên hành khách không thoát ra được. Theo ông, đây là một thực tế mà Hội An và các doanh nghiệp du lịch sẽ kiến nghị để có giải pháp thay đổi, chẳng hạn cửa kính có thể bung ra khi xảy ra sự cố. Thuyền trưởng nói gì? Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, người lái cano cao tốc mang số hiệu QNA1152 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Đông bị lật là ông Lê Sen, 52 tuổi, trú cửa Đại, Hội An. Băng thuyền trưởng của ông Sen hạng TI3 được cấp lần đầu vào ngày 30 tháng 11 năm 2016 và hết hạn ngày 30 tháng 11 năm 2021. Đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, ông được cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TI3 có thời hạn đến 10 tháng 2 năm 2027. Ông cũng được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao 1, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn. Ông Lê Sen cho biết, lúc chạy từ Cù Lao Chàm vào cửa Đại thì sóng rất êm. Tuy nhiên, khi cano đến gần bờ thì gặp sóng cao nên ông bớt ga. Ngay sau đó, tàu bị lật trong tích tắc. Ông Sen nói sau khi vớt được 3 hoặc 4 hành khách thì bản thân bị đuối nên bị ngất đi. Công an tỉnh cũng làm việc với ông Sen để phục vụ công tác điều tra, đồng thời xét nghiệm xem có dương tính với ma túy hay không. Cano rời bến lúc 9h45 ngày 26 tháng 2. Số hành khách khi rời bến là 35. Người thực hiện cấp phép phương tiện rời bến là ông Trần Thanh Tuân, cảng vụ viên, đội bến thủy nội địa. Có một điều đáng chú ý, công suất máy là 400 CV, sức chở cho phép 35 người, chưa tính thuyền viên. Tuy nhiên, đến nay theo thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp cho báo chí thì có 36 khách ngồi trên cano và 3 thuyền viên trong vụ lật cano. Tổng số người trên cano là 39 người. Khi F0 tăng quá nhanh, cần những giải pháp mới. Thưa quý vị, với tốc độ lây lan chóng mặt của virus SARS-CoV-2 như hiện nay, tình hình tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước không khác nào một đợt giãn cách xã hội diện rộng. Dư luận đặt câu hỏi, liệu có cần những giải pháp mới trong thực hiện phòng chống dịch hiện nay? Hàng quán ế ẩm. Liên tiếp những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng nhanh đột biến, liên tục phá đỉnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày hôm qua, lần đầu tiên Việt Nam phát hiện số mắc mới trong ngày đến gần 80.000 ca. Trong đó, thủ đô Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước khi có số ca mắc lên đến gần 10.000 trường hợp. 74 xã, phường đã chuyển màu cam. Dự báo của các chuyên gia y tế, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội vẫn sẽ tăng mạnh trong thời gian sắp tới và có thể đạt đỉnh trong vòng nửa tháng nữa, tùy thuộc vào các biện pháp phòng chống dịch của thành phố. Trước đó, Hà Nội cũng liên tục lập kỷ lục về số ca mắc theo ngày. Hiện tại, đa số bệnh nhân đều ở thể nhẹ, không triệu chứng, chiếm khoảng 96%. Trong đó có đến 95% tổng số ca nhiễm đang thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. Thành phố luôn theo dõi, nắm bắt chặt diễn biến dịch bệnh, số chuyển tầng, số ca điều trị tầng 2, tầng 3 vẫn được kiểm soát. Tuy vậy, tình hình F0 nhan nhản tại Hà Nội đã tác động rất lớn đến mọi hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tình hình thành phố giờ đây không khác nào một đợt giãn cách xã hội mới. Ghi nhận của phóng viên báo chí, nhiều hàng quán, cơ sở dịch vụ tại thủ đô tiếp tục lâm vào tình trạng ế ẩm dài ngày, điều hưu vắng khách. Trên tuyến phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, nơi thường xuyên tập trung đông đúc người dân với hoạt động ăn uống, vui chơi, thì nay vắng lặng hẳn. Dù là ngày cuối tuần và trong giờ cao điểm nghỉ trưa, song hầu hết các hàng quán tại con phố này đều thưa thớt bóng người. Hồi sau Tết đông khách bao nhiêu thì giờ lại ế ẩm bao nhiêu. Vài tuần trở lại đây, lượng khách giảm đi một nửa so với trước đó do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Chị Nguyễn Hải Yến, chủ một quán bún bò trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy cho biết, tương tự, tình trạng ế dài cũng xảy ra với các nhà hàng lẩu, nướng, dù thời tiết lạnh, lý tưởng để thưởng thức các món ăn này. Chỉ khoảng 3 tuần trước, cứ đến trưa và tối là nhà hàng đông nghịt khách. Nhiều hôm còn không đủ bàn vì người đi ăn quá đông, thì 2 tuần nay, mỗi ngày chúng tôi chỉ đón được khoảng 50-60 khách. Doanh thu không đủ để trả tiền thuê mặt bằng và nhân viên. Quản lý một cửa hàng lẩu, nướng không khói trên đường Tô Hiệu chia sẻ. Các quán cà phê, đồ uống cũng chung số phận điều hưu khi những ngày F0 tại thủ đô tăng kỷ lục. Nhiều chủ quán cho biết, doanh số bán hàng sụt giảm từ 30-60% trong những ngày gần đây, không khác gì so với đợt giãn cách phải bán hàng mang về. Chị Trần Phương, chủ một quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt, tâm sự. Tưởng sau Tết sẽ có thể gỡ gạc được phần nào tình hình kinh doanh thất bát của năm ngoái, thì dịch lại bùng mạnh hơn. F0, F1 ở nhà hết, đường vắng tanh như hồi giãn cách. Mỗi ngày chỉ lắc đắc vài khách vào ra thì không biết sắp tới phải sống kiểu gì.
Trước tình trạng ế ẩm chưa từng có, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã phải đóng cửa hoặc sang nhượng cửa hàng để tiết kiệm, cắt lỗ cầm cự trước khi không thể gánh nổi chi phí thuê mặt bằng, nhân viên. Chống dịch ra sao khi F0 tăng quá nhanh? Theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, hiện nay số F0 tại thành phố chủ yếu đang được cách ly và điều trị tại nhà. Số ca nhiễm tăng mạnh khiến lực lượng y tế nhiều nơi trở nên áp lực, dẫn đến quá tải. Số lượng F0 khủng tại Hà Nội thời gian gần đây không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, sản xuất và phát triển kinh tế, mà còn gây tác động trực tiếp đến hoạt động dạy và học. Các trường học trên địa bàn thành phố liên tục đóng, mở theo tình hình dịch bệnh gây khó khăn đối với cả học sinh, phụ huynh lẫn giáo viên. Chất lượng dạy và học cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trong tuần qua, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp ở các trường của Hà Nội giảm mạnh, tỷ lệ học sinh và cán bộ giáo viên mắc COVID-19 tăng. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, các ca F0 tại Hà Nội sẽ vẫn còn tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. Do vậy, người dân cần hết sức tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Theo bác sĩ Thiệu, hiện nay, rất nhiều trường hợp đã tái nhiễm ở những bệnh nhân đã từng mắc COVID-19 được ghi nhận. Vì thế, tuân thủ các biện pháp 5K đối với người dân vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, đối với các bệnh nhân mắc COVID-19, sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly, điều trị, sau khi tự test nhanh và có kết quả âm tính, cũng có thể chủ động tự cách ly thêm 3-5 ngày để chắc chắn tải lượng virus đã giảm hẳn, tránh tình trạng âm tính giả. Nếu trong người vẫn mệt mỏi, còn các triệu chứng liên quan, có thể ở nhà trong vòng 10-14 ngày để đảm bảo lượng virus đã được đào thải hết khỏi cơ thể và nồng độ virus thấp không có nguy cơ lây nhiễm cho mọi người. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chưa cần thiết thay đổi phương án chống dịch. Trao đổi với phóng viên báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam khẳng định, chúng ta chưa cần thiết phải thay đổi cách thức chống dịch trong thời điểm hiện tại. Chuyên gia nhấn mạnh, dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, số ca mắc sẽ còn tăng cao và chưa thể có dấu hiệu dừng lại. Do vậy, việc áp dụng các biện pháp cách ly, điều trị tại nhà như Hà Nội đang làm vẫn là phương án hợp lý và hiệu quả. Chúng ta chấp nhận mở cửa thích ứng với đại dịch cũng là chấp nhận số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao như thời gian qua, chấp nhận những khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh. Theo chuyên gia, thời gian vừa qua chúng ta có phần buông lỏng trong việc thực hiện 5K. Do vậy, số ca mắc tăng liên tục và nhanh chóng. Bởi vậy, các biện pháp chủ yếu trong thời gian này nên được áp dụng là tăng cường các giải pháp an toàn, đặc biệt là siết chặt nguyên tắc 5K để phòng bệnh, tránh tụ tập đông người. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nâng cao tính tự chủ của người dân. Còn theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, thực tế hiện nay, số ca mắc tại Hà Nội có thể lớn hơn nhiều lần số liệu công bố do F0 trong cộng đồng chưa phát hiện ra hoặc không khai báo với chính quyền. Tuy nhiên, chúng ta đã xác định sống chung với dịch bệnh nên thích ứng làm sao trong tình hình mới này cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Dù F0 có tăng cao đến đâu thì việc để F0, F1 chủ động cách ly, điều trị như hiện nay Hà Nội đang được áp dụng là hợp lý. Dần dần coi COVID-19 như một căn bệnh đặc hữu, khi nào chuyển nặng mới cần vào viện. Nói như vậy không phải chúng ta mặc kệ cho dịch bệnh lây lan, mà quan trọng nhất là tập trung vào những đối tượng có dấu hiệu chuyển biến nặng và tăng cường nhận thức của người dân với việc tự bảo vệ bản thân mình. Trong đó, 5K vẫn là nguyên tắc cốt lõi. Với tình hình dịch lây lan như hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, đỉnh dịch tại Hà Nội có thể đạt tới trong vòng nửa tháng nữa. Cũng theo nhận định của chuyên gia, rất có thể biến chủng Omicron đang là nguyên nhân gây nên tình trạng lây lan nhanh chóng như hiện nay tại Hà Nội. Thay vì cần áp dụng các biện pháp hành chính như trước đây, chúng ta chỉ cần thực hiện tăng cường ý thức bảo vệ của từng cá nhân, các biện pháp mang tính diện rộng như giãn cách xã hội gần như không thể áp dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Ý thức của người dân vẫn là chính trong việc giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Đặc biệt, không nên chủ quan với dịch bệnh vì thực tế tỷ lệ tử vong hiện vẫn đang ở mức cao. Dù phương án chống dịch được đánh giá là hợp lý và nên tiếp tục duy trì, tuy nhiên chuyên gia cũng nhấn mạnh, Hà Nội cần thay đổi lại cách thức công nhận F0 và xác nhận khỏi bệnh trong tình hình mới để không xảy ra tình trạng người dân ồ ạt đến các trạm y tế, nhà văn hóa phường, xã như trong thời gian vừa qua. Cao Bằng nâng cao cấp độ dịch. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với số ca nhiễm tăng cao, thành phố Cao Bằng đã quyết định áp dụng nhiều biện pháp theo hướng cao hơn cấp độ phòng dịch kể từ ngày hôm qua. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã có văn bản yêu cầu từ 18 giờ ngày hôm qua, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thành phố triển khai áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tương ứng theo cấp độ dịch cấp 3 nguy cơ cao. Theo đó, không tổ chức hội họp, tập huấn, hội thảo quá 50 người và toàn bộ người tham dự phải tiêm đủ liều vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, dừng các hoạt động tụ tập, thể dục ngoài trời, tạm dừng các hoạt động biểu diễn, văn hóa, nghệ thuật thể dục, thể thao, tạm thời đóng cửa không phục vụ các hoạt động tham quan, các hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở thờ tự, các di tích lịch sử trên địa bàn. Tuyên truyền người dân tạm dừng tổ chức cưới và với việc hiếu cần tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, gói gọn trong 24 giờ. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm tóc, làm đẹp, massage, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, phòng thể dục cũng tạm ngừng. Đối với các dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về, không phục vụ ăn uống tại chỗ, chủ nhà hàng, nhân viên phải tiêm đủ liều vaccine hoặc xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực. Đối với các siêu thị, chợ, yêu cầu bố trí giữ đúng khoảng cách, không tập trung quá 20 người cùng thời điểm tại một cửa hàng, siêu thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng cũng yêu cầu tiếp tục cho cấp mầm non nghỉ học, các bậc tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục dừng học tập trung, chuyển sang học online cho đến khi có thông báo mới. Quyết định trên được đưa ra sau khi trên địa bàn thành phố Cao Bằng liên tiếp gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt trong vòng 7 ngày gần đây, địa phương này đã có gần 4.500 ca nhiễm mới, trong đó có nhiều ca tử vong. Vụ công ty Tân Thuận xem xét xử lý trách nhiệm của mẹ Cường Đô La. Thưa quý vị, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ đẻ của Cường Đô La, trên cơ sở kết luận giám định của các cơ quan chức năng khác tới đây. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố bị can Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và 9 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó tháng 8 năm 2021, nhà chức trách đã ban hành kết luận điều tra lần 1 đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, cơ quan công tố đã trả hồ sơ và yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề của vụ án, trong đó có xác định trách nhiệm của các cá nhân tại công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Kết quả điều tra bổ sung lần 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định chưa phát hiện sai phạm bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có sự thông đồng cấu kết với các cá nhân trong công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng. Kết quả điều tra chưa đáp ứng các yêu cầu của Viện kiểm sát nên tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2. Kết luận điều tra bổ sung lần này đã làm rõ nhiều vấn đề, trong đó xác định công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, phải hiểu biết rõ quy định pháp luật trong việc mua bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, đơn vị này đã nhận chuyển nhượng các tài sản từ công ty Tân Thuận mà không thông qua đấu giá, do đó cần điều tra làm rõ trách nhiệm của công ty này. Đối với bà Loan, cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, nhà chức trách truy thu số tiền 21 tỷ đồng mà công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhận của công ty Tân Thuận khi hủy các hợp đồng chuyển nhượng. Theo nội dung vụ án, công ty Tân Thuận là đơn vị có vốn nhà nước. Tháng 11 năm 2000, công ty này được Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư. Tháng 8 năm 2016, công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển. Lúc này, ông Trần Công Thiện, tổng giám đốc công ty Tân Thuận, chỉ đạo cấp dưới thuê công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh ban hành chứng thư thẩm định giá, xác định diện tích 32 ha đất tại dự án trên có giá bình quân là 1,05 triệu đồng trên mét vuông. Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của công ty Tân Thuận họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá để xây dựng đơn giá chuyển nhượng là 1,25 triệu đồng trên mét vuông. Tháng 6 năm 2017, công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng trên mét vuông và đã nhận của công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng và tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng. Sau đó, hợp đồng bị hủy bỏ, công ty Tân Thuận đã trả lại cho công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền trên cùng tiền lãi, gây thiệt hại cho nhà nước 167,8 tỷ đồng. Tương tự, đối với 32.967 m2 đất thuộc khu 4 dự án khu dân cư ven sông tại phường Tân Phong, quận 7, công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của công ty Thương Tín, xác định giá trị bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng trên mét vuông. Đến tháng 11 năm 2017, công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng trên mét vuông, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 80 tỷ đồng.
Nhà chức trách xác định trong vụ án này, ông Tất Thành Cang và thuộc cấp thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật.